Đấy, à, vậy là ký hiệu của động từ. Còn này, tối thiểu cả cái này, ký hiệu này các bạn biết biết được thì các bạn mới vận dụng được, cũng là biết tra từ điển chúng ta phân định ra nó là loại từ gì, đúng không? Tính từ này, trạng từ này. Trang tư này. Trời ơi, cái mặt nó gì không? Gì lạ. Xem. Cái chỗ này nó là trang tư này. Nó là trang tư. Đó. Và chỗ này là ký hiệu của giới từ. Đấy là năm loại từ mà ta thường hay gặp nhất cho các bạn nhá. Các bạn không nhớ các bạn phải ghi xuống vở mình cho cô ạ. Đó. Năm cái loại từ. À, buổi sáu các bạn sẽ học về từ có 3 âm tiết, 4 âm tiết, 5 âm tiết, 3 âm tiết trở lên đấy. Nó còn có nhiều quy tắc khó hơn, nhưng mà thông thường hai cái loài này là loài chúng ta hay gặp. Loài từ có hai âm tiết này là từ chúng ta hay gặp, cho nên các bạn trước hết là phải nắm được và dùng được, nắm được và dùng được quy tắc ở trong cái phân định phân tích cái trọng âm. Đối với từ hai âm tiết thì ta mới có cơ sở để chúng ta cần dùng ở cái nhóm từ ba âm tiết trở lên. Vậy là cái phần của chúng ta hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Cái điểm thôi, các bạn sẽ đọc luôn cho cô vào cho nhanh nhé.